Thưa quý vị, khoảng 9 giờ sáng nay tại khu vực đường gom cao tốc Nội Bài Nhật Tân đoạn qua xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội, một chiếc xe chở công nhân 60 chỗ của công ty Samsung đã va chạm với một xe tải. Chiếc xe chở công nhân mất lái lao lên lề đường lật nghiêng. Theo những người chứng kiến vụ việc, xe khách dán logo Samsung mang biển kiểm soát 29LD01856 đang chạy trên đường gom song song với đường Nội Bài Nhật Tân hướng về thành phố Hà Nội. Đến địa phận thôn Phố Bảo, xã Vân Hội, huyện Đông Anh, trong khi đổ dốc cầu vượt thì va chạm với xe tải biển kiểm soát 29C26961 chạy cùng chiều. Sau cú va chạm, chiếc xe đưa đón công nhân viên của công ty lao lên làn đường cao tốc, đâm vào một cột điện và lật nghiêng trên nền đường. Hai xe đi cùng chiều từ trên dốc kia xuống, đường gom xuống. Thì đến đoạn cái xe máy gần kia thì mình thấy có một người dân từ trong này đi ra. Nói chung là tốc độ xe của mình thì cũng chậm chứ không phải nhanh. Thì mình đã xi nhan tránh sang. Và xi nhan thì đi rất chậm. Thì đến đoạn đây. Đấy thì là xảy ra sự việc tai nạn. Vụ tai nạn khiến một người bị gãy tay. Số công nhân còn lại vô cùng hoảng loạn khi chứng kiến sự việc. Sau đó, những công nhân này đã được chuyển lên một chiếc xe khác để về trung tâm Hà Nội. Nhiều lái xe khi đi qua đã tò mò di chuyển chậm để theo dõi vụ việc khiến giao thông bị cản trở. Do thời tiết mưa rét, ngày hôm nay tại Hà Nội có khá nhiều vụ va chạm giao thông đã xảy ra, phần lớn do lái xe phóng nhanh không làm chủ được tốc độ, trong khi đó mặt đường lại trơn trượt.